là nó bọn đấy cộng sản nó xiết lên đông như thế rồi, vãi nó kia chạy thì đến lượt nó chạy thôi làm sao nữa. Ăn nhau là ở cái chỗ là nhìn xem con nào có cái bước chạy thôi. Dù như là sao mà cứ hay nói về 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 đích DXG mà lại ít nói về Hà Đô đấy. Vấn đề là cái bước bước chạy đích này, SEO này, DXG này, TCH này đúng không? Nha nhỉ, Nga tên L, nó tên L thứ, cái bước chạy nhanh. Ông Hà Đô thì bước chạy nó ngắn hơn. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là trong cái đội bất động sản thì cái thằng Nam Long và cái thằng Khang Điền là những cái thằng mà đi chậm. Đó. So với cái đội đích SEO đấy. Đấy về Như con nha này nhiều khả năng là anh em mà thấy là anh em sẽ cho mua ngay này. Đấy, hỗ trợ Kizun với Encam này, đấy đang hướng lên này, kiểu gì là hô múc, nhưng mà cái đợt mà 16 này thì chẳng thấy hô. Đúng không? Wow. 16 này anh em mình cũng nhắc rất là nhiều, 16 này mua đi. Bây giờ cũng gần 18 rồi, kiểu gì cũng lại bảo ôi con này đẹp. Ngon, múc Một và tăng bố một giá rồi. tầm Đúng không? bốn rồi á. Nói về là sau cái này em ghi vào cái sổ tay gọi là mật mã anh ấy. Nên Đây là này, HDGC thế này, anh bảo về vùng 32 này mua này, đấy. Bây giờ lên 33 thì chắc khi là bắt đầu thấy đẹp luôn. Con này kiểu gì anh em chưa mua ngay đâu, vì nhìn thấy cái Kizun nó đang chắn ở trên này rồi, nó vẫn phải đợi vượt qua 33 mới mua cơ. Mà thôi, nền giá là đáy, test đáy này mà không mua rồi thì mấy lúc chạy rồi thì mua này, cao khi tiền. vừa mình nhắn đây này, DPG 40 đây này đấy, trong khi đó DPG vậy là có một cái là em bảo là 37 ấy. Thấy không? Đấy Bây giờ đấy, 40 là bảo đu này, đây vừa chụp hình này. DPG 37 mua rồi, bây giờ chạy đến 40 rồi mới bắt đầu thấy nó đẹp đúng không? Tính. À, báo cáo anh em là hôm nay có con gách là đang về lại biên giới của nền nhá. Anh em mà thích gách thì để ý đi. Anh đang chờ gấc nha, 21 năm này. Đấy, đấy, sắp đến rồi. Ờ. Cố lên dí thêm phát nữa là múc được rồi. Tầm 21 đến 21 năm là chơi được, đúng không? Hôm qua là hàng của cái phong to về rồi đúng không, mà cũng không có giảm mấy. Rồi, có giảm mấy đâu. Mặc dù là bán cũng to đấy, nhưng mà được mua cũng nhiều, bởi vì nó không thủng cái thanh văn to đấy mà. Hôm nay là cùng lắm là dí xuống đây rút chân lên thì đẹp, đúng không? Dí xuống đúng dao găm này, vì anh em mà đánh là dễ 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 lái đánh theo dao găm lắm. Dao găm là một cái gì đấy rất là thiêng liêng rồi, đúng về đúng, nhìn rất là nhiều cổ phiếu là chạm đúng đúng chân vào cái dao găm mà rút chân lên chuẩn hết luôn. Đấy, từ đấy mình thấy là cái bộ số là hay, không phải tự nhiên mà Cái cái này người nghĩ ra đúng không, nó là 19, 17, 26, 129 cái thứ đó. Hoặc là như RSI tại sao lại cứ phải là 14, rõ ràng là cái tác giả là người ta đã thử nhiều lần nó mới ra được con số rồi. Hoặc là cái gì MATB là phải 12, 26, 9 đúng không, đấy, tác giả người ta thử mãi rồi. Nếu mà mình tài năng hơn, mình xét được cái bộ số phù hợp với từng mã mà thì gì đấy là tuyệt vời, bởi vì mỗi mã một kiểu đúng không, mình đã chọn được hay tìm ra được con số vàng của mỗi mã nữa thì đây là tuyệt vời. Nhưng mà nếu không thì thôi cứ tạm dùng cái mặc định vậy. Anh chị Lao Hà này, anh chào em tư vấn giúp anh cái, anh mua Novaland 16.8 nay hàng về có nên bán hay giữ? Em thấy là giữ được. Thứ nhất 16.8 là nó đang nền rồi anh, nó bán đang được nền rồi. Novaland anh nhá. nó đang ở nền rồi. Mấy hôm trước cho mua ở cái vùng giá quanh 16 ấy. Nhưng mà từ lâu rồi, bây giờ nó đã chạy lên được đến đấy rồi thì nó thực ra nó vẫn chỉ loanh quanh ở nền thôi. Wow. Để em pick cho anh một cái thông minh để cho mình đỡ sốt ruột nha. Thì anh nhìn cho em nếu mà gọi là đếm nha, thì con này là 36 tháng 2 nhá. Và tháng 2 nghỉ Tết đúng không nhỉ? Thế thì sang tháng 3 đi, tháng 3 giờ nó tăng này. PVT hôm nay về hỗ trợ. VTVT chuẩn bị đã chưa? PVT hôm qua là cũng ai vừa hỏi nhỉ?
anh nào ở trên Zalo em bảo là vẫn còn được, nhưng mà phải cơ cấu lại cái danh mục, lại danh mục là phải có chứng khoán, bất động sản, thép, xong mới bắt đầu mới dành tiền cho những cái con vận tải như kiểu HAH, G1D, PVT, Vốt Phủng. Mình phải có được cái nhóm mà có cái mức tăng nhiều nhất, sau đấy rồi bắt đầu mới tính những cái nhóm kiểu này. Về phân tích kỹ thuật thì nó thấy là PVT vẫn đang tích lũy, cận dưới của nó là 26 và cận trên của nó là 27, vẫn tiếp tục. Khi nào mà mất 25 chúng ta mới cắt lỗ mới thoát ra, còn bây giờ đang để đang có xu hướng thì cứ kệ nó. Anh biết ý kiến thêm không? Con này thì hôm qua anh đã phân tích ở đây có cái nền hỗ trợ là 255 quanh đấy, còn con này nó vẫn đang xu hướng gọi là xu hướng tăng theo hướng kênh hướng lên, và bây giờ nó đang ở vùng hỗ trợ, vẫn đang ở vùng hỗ trợ luôn. Nên là bọn này nên nó cũng phải từ từ phải chờ dòng tiền vào, Đúng đang chưa vào thì phải chờ thôi, biết sao. Bây giờ mà bán đi nhá, cơ cấu bán đi thì phải mình phải có cái mã nào để mình sang thì mình hãng bán, chứ còn không chờ, tránh cái trường hợp mà bây giờ mình bán cái con này đi xong thì nhảy sang cái dòng kia thì dòng kia nó lại chững lại trong dòng này chạy, đúng không? Đấy. Đây, em nhắn cho anh một cái nhanh nhé. Thứ nhất là mình phải lập một cái danh mục anh ạ. Mình phải chia đều ra, ví dụ như mình có 100 mà mình mua 3 mã thì mỗi mã mình phải mua 33 triệu. Đấy, chia đều ra. Và chứng khoán, bất động sản, thép, đấy là những cái nhóm ngành mà có cái trọng số lớn đối với thị trường lên kiểu gì độ này nó cũng lên. Và nếu mà một con lên ấy, thì rồi cả nhóm ngành yểm trợ nó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là sau khi mình làm xong cái việc đấy thì bắt đầu mình mới đánh những cái con phọt phẹt kiểu T cộng T tiếp, cà phê cà pháo. Chứ đừng có mang cái tài khoản ra để mà chỉ có mỗi đánh cà phê thôi, đến lúc mà có biến là chạy không kịp đâu. Đấy, thêm một cái nữa là anh chị phải hiểu là bối cảnh hiện tại nó cũng rất là phức tạp, từ năm ngoái đến năm nay rồi bắt bớ rất nhiều, cho nên ấy, mua hàng thì càng phải cẩn trọng hơn, lập cái danh mục ra, bởi vì cái hàng mình nắm ấy, rất có thể một ngày nào đấy lại có phốt đâu, cho nên là cái việc mà muốn tránh được rủi ro thì phải lập danh mục như là đầu năm nay thôi. Nếu mà mình chơi cho khoảng 3 mã của anh Lăng từ API, APS, IDG đúng không? Thì có là chết rồi. Nhưng mà nếu mình lập danh mục ra, ví dụ như là 3 mã, chỉ có một mã của nhà anh Lăng thôi, thì như vậy cái mã đấy có chết thì cũng chỉ bị có 1/3 của cái tài khoản, thì mình vẫn sống được. Đấy là cái tác dụng của việc lập danh mục là như thế. Chứ đừng có đánh all in rồi là T cộng xong rồi cà phê cà pháo nhá, nó cực kỳ nguy hiểm, không phải dễ ăn đâu chị. Ví dụ như là bây giờ vào cái con EVF, tất nhiên là nó có nhiều câu chuyện phía sau mà VPS thì đang cấp margin, nhưng mà đến khi mà VPS mà rút ống thở không cấp margin nữa thì sao, đúng không? Đây chỗ này là VPS thì gấp margin này, đúng cái chỗ này luôn này, cái nghe tháng 11 này đấy, nó nổ vô luôn. Mà đến đây mà giả sử này, nó rút margin thì sao nhỉ, đúng không? Nó rủi ro không chứ. Nên là phải chia danh mục ra. Thứ nhất là trên thị trường chứng khoán là không ai nói mạnh được, đúng không? Nay giảm mai tăng là chuyện bình thường, mình mua ở đây là mình mua một cái xu hướng, mình phải cầm, lập danh mục ra có xác suất 10 mã thì cũng phải cũng có 5 ăn 5 thua, chứ có phải là mua 10 mã 10 thầy 10 10 lái lên cả 10 đâu, cũng phải có xác suất. Ý kiến em thế. Còn về điện lực nhé, công ty này tên điện lực này không biết là có dính gì đến công thương không, hôm qua anh chị biết rồi đúng không, ủy ban kiểm tra trung ương kỷ luật bộ công thương, đảng đảng ủy bộ công thương, từ cái anh bộ trưởng đến các anh thứ trưởng, mà mới nhất thì là một thứ trưởng bị bắt, hôm qua thêm một thứ trưởng nữa phụ trách EVN đấy, nó cũng rủi ro chứ. Nhưng mà đây không ai nói mạnh nhá, cho nên mới nói là phải lập danh mục. Thế còn cái lập danh mục nó cũng rất đơn giản thôi, bây giờ cứ cái nhóm ngành nào mà nó tăng theo thị trường thì mình phải quất, đúng không? Chứng khoán này, bất động sản này, thép này, ngân hàng, một con đấy trọng số cao thì trong đấy có chứng khoán, bất động sản, thép là những cái mã tăng nhiều nhất thì quất vào đấy. Về chia tiền thì ví dụ như là 1 tỷ đánh cho 3 mã thì mỗi mã 300 triệu đúng không? Hay là 100 triệu. Và chia 3 mã thì mỗi mã 33 triệu. Đấy, cứ chia đều. Mình không biết là con nào tăng mạnh, con nào tăng nhiều cả. Chia đều. Đấy. Nó rất đơn giản đấy thôi. Chứ còn tránh cái chuyện all-in nhá. Thực ra là em cũng không biết là sao mà trên trên Zalo thì anh em cứ phím con này con nọ xong rồi đặt lên cứ như là kiểu mình là siêu thiên tài. Mà về bản chất là mà đánh thế là đánh tào lao. Đấy. Nếu mà nó biết được là cái con đấy mà nó tăng như thế thì nó đã cắm sừng ở cái sổ đỏ rồi,
Bởi vì là không biết chắc cho nên mấy cái trò là gì? Anh chị mua 30%, xong anh chị mua tiếp 50%. Đấy, tức là mua theo kiểu nhỏ giọt bởi vì không chắc. Cái thứ hai là phải lập danh mục. Không chắc thì phải lập danh mục chứ biết chắc thì cứ all in cái gì đấy. Ví dụ như là thầy cụ Sử mà lên VTV chẳng hạn, cứ bảo là cụ chết, chứ biết đâu nhỡ cụ mua FRT này, FPT hay FTS thì giảm. Ba con F này từ đầu năm giờ nó có giảm đâu, đúng không? FPT tăng ít nhất là 60%, FTS là nhân 3 lần, FRT là nhân đôi. Đấy, đầu năm nay FRT là chỉ có 55.000 thôi, bây giờ 100 rồi. Đấy, FPT thì là chạy được 60. Đấy, chứ tính ra là cụ, cái người ôm hàng thì có lãi, mà cái người nhảy ra nhảy vào thì lỗ. Nhưng mà quan trọng hơn hết là chọn cái hàng, đúng không? Nếu mà cụ chọn ba cái tổ hợp ba mã này thì như vậy là một con ở trong bán lẻ, một con là công nghệ, đấy, một con là chứng khoán, nó không trùng với nhau đấy. Kỹ thuật nó phải nó ở cái chỗ đấy chứ không phải là nhìn cái nến xong rồi phách ra mua này mua đó. Thế thì anh em giấu hết rồi đấy. Bí kíp là nó nằm ở những thứ ngoài bảng điện đấy, nào là lập danh mục, nào là phân bổ vốn, nào đi tiền đấy, vân vân. Chứ còn nếu mà nó cứ múc ở đây xong bán ở đây mà thế thì anh em giấu hết. Mà thực tế là cứ anh em nào cứ thần thánh hóa mấy cái nến thì không phải chính ra là không có ăn, tại vì đang bí kíp đã nằm ở cái chỗ gì kìa đấy, chỗ lập danh mục kìa, chọn mã kìa, chia tiền kìa đấy. Đây là mới là thị trường đi lên nhá. 2023 là thị trường đi lên, đúng không anh chị? Thì con hạng đi lên cả, chỉ mấy con vích vủng gì đấy thôi, con hạng lên. Mà bây giờ đánh còn tào lao như thế mà sang đến năm 2025 thị trường nó lên cao rồi, đúng không? Chứng khoán này nếu mà bây giờ nhân đôi nữa là nó sẽ nhân 10 so với tháng 11 của năm 2022. Anh chữ nhìn mà xem. Thế thì mẹ lên cao ngất ngưởng như thế mà để mình đi mua tào lao như này chịu lỗ. Đấy, cứ mở xem tháng 11 năm 2022 ấy, mấy con chứng trước nó toàn là mấy con 5.000, 6.000, bây giờ mấy chục nghìn. Nếu mà bây giờ chứng khoán tiếp tục nhân đôi với cái giá hiện tại thì có phải là ngất ngưởng không? Thành nhân 10. Nhân 10 mà định giá Việt Nam thì cao ngất ngưởng. Đến lúc ý mà đu vào thì chết. Cho nên là khẩu quyết là 2024 này là một năm của đầu cơ, bởi vì giá cổ phiếu đã không còn rẻ nữa. Cái thứ hai ấy, nếu mà đã xác định đầu cơ thì phải đánh cho nó chuẩn chỉ từ cái lúc mua, bởi vì là khó khăn ở mua thì mới dễ khi bán. Chứ bây giờ nếu mà mua dễ dãi mua đâu mà thấy xanh xanh mùa tiếp mua, đã đến khi nó dính trưởng vào cực kỳ khó bán, mẹ lỗ à, lỗ ít à? Bán không hay chờ lỗ nhiều đấy, có hồi không đấy. Nên phải xác định rõ 2024 này là năm của đầu cơ đấy. Mà dân đầu cơ thì là thích những cổ phiếu mà loanh quanh là mấy chục nghìn đấy. Cái thứ hai là đầu cơ thì phải chọn hàng nóng, trứng này, đất này, thép này. Đề phòng rủi ro bằng việc bắt bớ thì phải gì, chia tỷ lệ, lập danh mục, đi tiền. Đấy, thế thôi. Theo ý kiến của em là PVT thuần về đồ thị thì vẫn giữ được, nhưng mà con vận tải đấy là nó sẽ chậm. Đấy, mình nên lập danh mục mà có trứng, đất, hết. Đấy, sau đấy giải ngân. Còn ít tiền lẻ nào thì mới đánh cà phê, cà pháo con này con kia nhé. Chứ không phải mang cả một cái danh mục ra, mang cả một cái tài khoản ra chỉ có cà phê, cà pháo. Cực kỳ rủi ro luôn. Anh chị Win Win này, hello anh chị. VPG tiếp tục nắm giữ, hỏi mấy hôm rồi, tiếp tục nắm giữ không? Kệ nó. Về mặt thị trường thì chúng ta thấy là VN-Index đã lên được đến 1160 ngày hôm qua, nó cũng gặp cái áp lực bán ra. Đấy, cứ thấy nổ vôn thực ra là bán ra chứ không phải là mua đâu. Bởi vì rõ ràng vốn to cũng là bao nhiêu người mua, bấy nhiêu người bán mà. Thế thì nếu mà có chỉnh thì chỉnh về đâu? Thì anh chị cứ nhìn cho em là cái chỗ 1130 đấy. Tức là xác định làm sao để mà mình cái tài khoản mình chịu rung lắc được đâu đấy khoảng 20 điểm. Đấy, mà chưa lỗ thì mới ok nhé. Chứ còn nếu mà để cái tài khoản này mỏng như là lá lúa, lãi người còn đang mỏng như lá lúa, quậy một tí là sang đỏ lỗ ngay thì nó mệt. Thật sự là như thế. Về mua mới hay như nào ấy thì đây nhỉ, mua thêm cổ phiếu không có nghĩa là đang lãi thì nhồi thêm tiền, không phải. Mà cái điểm mà mua thêm cũng phải là điểm mua của cái cổ phiếu đấy. Nhưng mà trong điểm mua thì nó có mấy cái dạng này. Một là mua money,
Đây, ví dụ như cái này người ta thấy đây được, nếu mà con này nó cứ loanh quanh cái chỗ 18.000 này mua đấy, mua này. Cái cách thứ hai là mua break, nhưng mà trong thị trường hiện tại bây giờ chưa phải lúc đó, thị trường nó đang yếu thì chưa phải lúc, thứ tư là con này chỉ có mua nền thôi đấy, thì mua thêm hay mua mới gì thì cái cổ phiếu nó cũng phải là vào để mua, chứ không phải là có lãi một ít có về đang xì nó có giữ cái tiền bảo mức mức thế nào thế nó khó. PPG vẫn chưa mua thêm được, còn 50% tiền đã cơ. Ok, theo em nhìn thì cũng sắp đến điểm mua thêm của anh chị mình rồi. Anh chị để ý coi 17 17.5 và 17.5 nhé. Chắc là sắp đến nơi. Hiện tại bây giờ đang ở 17.9 này. 0,4 nữa. Đấy. Xong rồi mua xong rồi là chờ thôi. Đầu năm nay cũng chờ mà anh chị. Rồi, anh chị em nào theo em đầu năm nay này thì cũng mua xong là chờ thôi. VIX này, VIX này, mua 7 xong rồi nằm chờ. Đầu tiên là chờ 14. Thế là có đoạn nó từ 12 nó sàn mấy cây xuống 10 và tiếp tục cầm. Nó cầm miết lên tận 20. Đấy. Thế chờ. Rồi mấy con như kiểu VND đầu năm nay nó lên 17 chẳng hạn. Đấy. Mua xong rồi chờ. Rồi chứ. Chẳng nhất cái chuyện là gì? Lúc mà nó đang tích lũy ra điểm mua đầy ra đúng không? Nên mà mua nền tích lũy điểm mua đầy ra thì không mua. Mà chờ nó tăng mà rồi hỏi mua ở đâu nó khó, mẹ nó quá khó. Thêm cái nữa là bây giờ để vào mua một cái cây break ở đây cắt lỗ nó xa có chấp nhận được không, trong khi đó cái cuộc chơi ở đây nó là cuộc chơi về cược, rõ ràng là nó là cuộc chơi về cược. Thế thì tại sao không cược sớm, lại đi cược muộn làm gì? Mua 16.3 nay 18 chê chê đắt vậy là vẫn còn tiền, biết thế ôn in rõ. Nếu mà biết chắc thì đã giàu hết rồi đấy chị, chứ vừa nãy mới nói là gì, vì là mình không biết chắc cho nên mới có cái trò là ở trên Zalo là hay hô theo kiểu mà mua 30% này xong mua 50% đấy, vì không biết chắc, chứ còn nếu mà biết chắc thì nó lại ôn đi. Cái thứ hai là vì không biết chắc cho nên mới phải lập danh mục, nó phải chia tiền, phải đi vốn, đúng không? Chứ còn nếu mà biết chắc thì nó giàu hết. Mà chính là em thấy là nó phải đi theo kiểu là lập danh mục xong bắt đầu vào cược, thậm chí cược cả mặt hình ngay từ đầu luôn thì mới ok. Ví dụ như là còn DG nếu mà đã chơi mặt hình chơi luôn này đấy, chơi luôn đến 18 này, giá cũ trước kia nó là 19 đúng không, chơi luôn thì đến khi mà lỗ cả phần gốc cả phần mặt hình ấy mất cái vùng 17 này thì nó chỉ một giá, tránh cái chuyện là ví dụ đu cao 20 21 ở đây xong rồi nhiều mặt hình mà đến lúc có lắc về đây một phát thì cũng phải là đứt cái này. Thế nên đã cược hay tiếc gì thì cứ nhảy vào đây. Đấy. Cứ nền mà xúc. VPG thì về ngắn hạn thì em thấy là 17 năm anh chị có thể là rô vào nhé, rô nốt tiền hay như nào đấy. Nếu mà mình mua ở 17 năm cộng với giá 16.3 tức là giá trung bình của mình nó sẽ nhảy lên khoảng 17. À, 17. 17 mà cắt lỗ thì vẫn giữ ở 16 như vậy mất 1.000. Được. Mà chị vào 16.3 là giá của chị tốt hơn em. Em cao hơn chị 1 tỷ, 1 tỷ lại. Không, anh em bảo là nói là mua thường mua cùng. Với cả trong bối cảnh đặt trong bối cảnh là nhóm ngành thép là có sóng rồi đúng không? Nam Kim thì mình thấy lên vời vợi rồi. Nam Kim mà tăng 40% rồi này, 40% trong 2 tháng qua. Hòa Phát ít hơn thì cũng tăng 30%. Hoa Sen là cũng tăng vào 35%. Đấy, cả nhóm ngành nó chạy thì lại chạy đúng không? Và kinh tế thực tế chúng ta thấy là VVPG, DG cũng lại chạy. Đấy. Cho nên thực ra cái kỳ ở trên này là không phải là không cần phải mua giới đi phím hẻ. Thực sự như thế, bởi vì là nó chỉ có mấy nhóm mà chứng về bất động sản hết này. Quýt mờ này nó cũng có ăn hết. Cái quan trọng nhất là những thứ ở nằm ngoài bảng địa. Tức là lập danh mục thế nào, phân bổ vốn ra sao, đi tiền, đấy, nằm ngoài bảng địa. Thế còn cái mã thực ra là không cần phím hàng. Cứ khi là phím hàng là phím to lao, phím toàn là con penny lửa lửa nữa. Bây giờ đất đất đai thì cứ đánh mới không quay quay này. Bây giờ nhả ra những cái con bé tí bé tẹo. Đấy, ví dụ như là hát gì đấy không? Một con hát gì đấy, bé tí bé tẹo, đánh nó không? Cứ đánh mấy con quen. Rồi cứ nhóm ngành mạnh mà quất. Đấy. Nhưng mà ăn nhau là ở chỗ là phân bổ tiền rồi danh mục. Anh Biên xem cho em NRC.
sẽ là danh khôi à? Danh khôi à? Đúng không? Ui, Anh view zoom out cho em con này xem là sóng sánh của nó kiểu gì. Mới lên sàn từ năm 2022 mới lên. À đâu, trước đấy rồi đúng không? đúng rồi, từ 2018 4.030. con này sóng sánh cũng kinh đấy nhỉ, tầm cái nhìn kinh đấy. nhưng mà con này sao rơi lại về nền của đầu năm, à đầu ngoái rơi lại về nền năm một năm trước. Hiện giờ thì Penny Chị muốn mua thêm giá 4.9 được không? Em nói với chị về nguyên tắc như này nhá. Chị nên chọn những con cổ phiếu nào hướng lên nó mới dễ đánh. Đấy. này đang hướng xuống, con này mà có đánh thì chỉ sideways trong giá 5 đến giá 4 thôi, cũng chẳng đi được khoảng được 5 chẵn này, có cái cản ở vùng 5.4 này, 5.5, 5.4 này. Này chắc phải sideways phải tầm đến vài tháng nữa đúng không? Đây là timing của nó là qua cái vùng mây đỏ này là rơi vào tầm tháng 4, tháng 5 của năm nay. Nên là thôi. Mà để muốn có cái Tết ấm no thì chơi dòng khác. Là chơi chơi mã khác. Ok, em xin phép nói vo nhé. Chúng ta thấy là mua được. Cắt lỗ khi nào mất 4.4. Đấy. Nhưng mà để mà dễ đánh nhé thì anh chị phải chọn con nào hướng lên, ví dụ như là con đích hay là con phát đạt, con Nova cũng được, DXG, Xeo sổ đấy, đấy hay là TCH, nên nên chọn những con hướng lên cho nó dễ đánh.